Ở thế giới hải tặc, cho dù bạn có muốn hay không, đều sẽ phải tham gia những trận chiến là điều không thể tránh khỏi. Cần phải biết đúng hay sai, kẻ chiến thắng thì chính là chính nghĩa rồi. Và trong cuộc hành trình chạm tay đến đôi hồng đào của Crocodile hay kho báu One Piece đi chăng nữa, những hải tặc luôn phải tham gia các cuộc chiến lớn nhỏ khác nhau. Vậy cho nên, hãy cùng tổng hợp lại top 3 trận chiến kinh điển của One Piece nhé. Học viện làng lá, đập phá cùng Kurama, game mới đồ họa siêu đẹp, hot, rất nhiều phụ bản khác nhau, săn boss húp đồ, đại chiến nhẫn giả, tất cả đều có tại link phần mô tả nhá. Trận chiến thượng đỉnh Marineford. Đã là fan One Piece thì không ai lại không biết đến trận đại chiến tổng bộ hải quân được không nào? Một trận chiến khi mà một người cha muốn cứu giúp con, một người con muốn cứu con, một người em muốn cứu anh, một người anh muốn cứu em. Và điểm đáng chú ý đầu tiên đó là con tàu Môi Đích từ dưới đáy biển đã trồi lên khiến hải quân phải hoảng hốt. Ngay sau đó là sự xuất hiện của sư đoàn trưởng của băng dâu trắng. Bố già vung cây kiếm lớn vừa dài vừa to khiến mấy thằng lính phèn mặt cắt không còn một giọt máu. Cú đấm xung kích làm hòn đảo trao đảo, tạo ra đợt sóng siêu to khổng lồ, người ta gọi đó là sóng thần. Nó dâng cao như chuẩn bị nuốt chửng cả Marineford. Thất Vũ Hải cũng tham chiến khi mà mắt diều hâu Mihap tung một đòn kiếm khí cực mạnh về phía dâu trắng. Nếu chẳng có gì bất thường thì con tàu Môi Đích sẽ bị cắt ra làm đôi như chiến hạm của tên Don Gray. Nghĩ thế mà cũng chẳng phải thế đâu các bạn ạ. Dô dư kim cương từ đâu lao đến hứng chọn đòn kiếm khí mà đổi chiều hướng nó thẳng lên trời. Các băng hải tặc đồng minh liền lao lên như vũ bão. Nếu so với lực lượng hải quân tinh nhuệ họ cũng chẳng thua kém gì cả. Cũng kẻ 8 lạng, người 8 cân. Khỉ vàng lúc này ngứa đít quá nên cũng phải ngồi phắt dậy mà định tấn công bố già. Vậy mà anh đầu dứa bay đến chặn ngang những viên đạn ánh sáng của hắn ta. Cả hai liên tục giao chiến bằng mọi sức. Lúc này băng dâu trắng thì vẫn còn khá là sung sức. Gã khổng lồ Little Orginian tiến đến vành đai bao quanh tổng bộ rồi từng bước tiến đến bên trong. Với kích thước siêu to khổng lồ gấp 3 lần người dân Elbat thì nên hoàn toàn có thể chiếm ưu thế. Trước mặt O thì dăm ba cái chiến hạm hải quân cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Kuma đã không kiêng dè gì mà nén một cái tay gấu khí về phía O khiến cho anh chịu một lượng sát thương lớn. Cày vãi bíp khúc này các bạn ạ. Thằng quỷ Joker lượn lờ một hồi cắt cái phăng cái chân của O luôn. Nhìn vừa sót vừa thương đấy chứ. Kể ra là món chân giò hầm cũng ngon các bạn nhờ. Chờ bao anh em ngã xuống lúc này thằng bên mới chịu đến. Xuất hiện cứ phải gọi là chất chơi người rơi. Người ta đi bằng thuyền, bằng tàu, còn nguyên đội của ảnh bay từ trên trời rơi xuống mới chịu các bạn ạ. Luffy tham gia ngay vào trận chiến. Không chỉ có thêm nhân tố mới cho cuộc chiến mà còn có cả Crocodile, đứa con của biển cả Jinbei và cả nữ hoàng LGBT Otama cùng với tên hề Buggy nữa. Này mới hay này, bất cứ ai cản trở Luffy đều bị Hancock cho bay đầu cả. Đúng là cặp đôi hoàn cảnh luôn đấy các bạn ạ. Thế mà lại đột nhiên có một cái vấn đề xảy ra là Squall bước đến bên cạnh Edward Newgate, hắn ta luyên thuyên vài lời về trận đánh. Ngay khi bố già chuẩn bị nhảy xuống chiến đấu thì hắn ta lại đâm một nhát chí mạng xuyên qua cả cơ thể của ông. Đúng thật tên này đã xấu lại còn đóng vài ác. Vậy mà ông không tức giận, ông đã ôm chặt thằng con ngu ngốc vào lòng mà giải thích. Lúc này hắn mới vỡ lẽ ra rằng tất cả đều vì hai chữ gia đình. Nếu như hắn không chấp nhận giải cứu A bằng cả tính mạng thì suy cho cùng, hắn cũng chẳng xem đây là người anh em của mình. Lúc này thì lại có một cái vấn đề lớn khác khi mà một bức tường kiên cố được dựng lên bao vây lấy quân đồng minh. Little O lúc này thì mới cố gắng gượng ngồi dậy. Luffy sau khi rơi xuống biển được Jinbei cứu vớt lên. Sau đó nhờ có ông mà cậu đã đáp đất trước mặt ba tên đô đốc. Cậu tung chiêu đánh lạc hướng rồi nhảy về phía A nhưng đã bị rơi xuống phía dưới rồi. Và bên này, Little O đã ôm lấy thuyền Môi Đích tiến thẳng về phía tổng bộ qua khỏi bức tường thành kia. Sau đó thì cậu cũng gục luôn vì đã đến giới hạn của cơ thể. Em trai của vua quỷ Mư Gian đó là Cư Văn Gian tấn công dâu trắng nhưng mà không được vì đã bị Dô Dư chặn ngay. Chim chị xanh hộc cả máu mồm sau đòn đó. Bố già cùng với cả Luffy và Liên minh hải tặc đã tiến sâu vào bên trong tổng bộ. Nhưng anh em có nhớ gì không? Cứ mỗi liều thuốc hồi phục của Ivankov tiêm vào người lù ấy, thì cậu sẽ mất đi 10 năm tuổi thọ đấy. Chúng ta cũng có thể thấy rằng vì tình anh em mà cô lù chấp nhận đánh đổi cả tuổi thọ và mạng sống luôn. Một respect cho tinh thần của lù anh em nhé. Sau đó cậu liên tục tiến về phía trước Vừa chạy được không xa lại gặp ngay thằng báo hồng Kobe chặn giữa đường. Luffy không đợi gì cả nữa mà đấm thẳng vào mặt nhóc như phi bay về phía trước vậy. Gặp Pacifista thì có vợ đẹp Boa Lo rồi nên cứ thế mà chuyển thôi. Nhờ có Inazuma cắt đất làm thang mà Luffy đã dễ dàng chạy ngay đến chỗ ấy, nhưng lại gặp phải một trở ngại nguy hiểm. Garp đứng hiên ngang trên cây cầu ấy. Bất chấp cả ông nội, nỗi sợ lớn nhất của Luffy, cậu vẫn đấm ông một đòn thật mạnh rồi tiếp tục chạy về phía trước. Garp lúc này cũng không thèm chống trả, mặc dù ông hoàn toàn có thể chặn được Luffy. Và thế là cậu đã đến đứng trước mặt của Ace. Trong lúc loay hoay mở còng cho Ace bằng chìa khóa mà Boa giao cho trước đó thì lại bị Borsalino bắn phát gãy luôn. Hết cái xui này lại đến cái xui khác các bạn ạ. Sengoku hóa vật vàng đè bẹp cả Ace và Luffy. Thế mà Luffy kịp gồng cơ thể lên để đỡ đòn ấy. Bên này Mr. 3 thì đã tạo ra một chiếc chìa khóa khác bằng sáp để có thể mở khóa cho Ace. Lúc này thì một vụ nổ ngay nơi mà họ rơi xuống xuất hiện. Mọi người cứ nghĩ là đã có sự cố xảy ra đấy, vậy mà may thay, biểu tượng hỏa quyền xuất hiện, Ace chính thức tái xuất. Chiến dịch giải cứu đã thành công, Dâu Trắng ra lệnh cho tất cả phải rút lui. Dù không muốn nhưng mọi người đều phải nghe lệnh của bố già. Và đã có một khung cảnh xúc động xảy ra. Ace quỳ dạp xuống đất như một lời cảm ơn và xin lỗi gửi đến người cha già vĩ đại. Mọi người rời đi ngay sau đó, Ace và Luffy sát cánh bên nhau, đẩy lùi bọn hải quân. Thế nhưng lúc này, tên Sakazuki lại bất ngờ đi đến và thách thức Ace. Hắn chế nhạo Newgate chỉ là một thằng hải tặc tầm thường, nói ra những lời chẳng thể nào lọt lỗ tai. Mặc dù Marco và mọi người đều rất tức giận, nhưng chẳng ai thèm đếm xỉa đến tên chó đỏ này. Vậy nhưng Ace với bản tính bốc đồng lại quay ngược lại để có thể đối đầu với tên đô đốc này. Có một cái sự thật ngang trái là Ace ngay lúc này thì cũng không thể nào tác động nổi lên một sợi tóc của chó đỏ. Anh quá kiệt sức vì đã rất lâu rồi chưa được ăn uống gì cả. Anh bị đánh văng ra xa chỉ với một đòn thôi. Trong lúc Luffy đang lơ là cảnh giác thì hắn lao đến muốn giết cậu vì cậu có thể là mầm móng cho thế hệ tương lai. Nhưng Ace đã đứng ra để lấy thân mình làm lá chắn cho Luffy. Anh đã bị hắn đấm xuyên bụng, lục phủ ngũ tạng đều cháy rụi hết. Tấm Vivica của Ace thì cũng cháy dần và cũng không còn gì nữa rồi. Luffy ôm lấy Ace trên tay mình và khóc cạn nước mắt. Sau vài lời trăn trối, anh ra đi trên chính đôi tay của người em trai thân yêu. Con trai của vua hải tặc Cody Roger đã chết. Luffy lúc này như hóa điên vậy. Cậu chỉ biết gào lên mà cũng chẳng thể nào khóc. Mọi sự bất lực và đánh nghiến đã đến cực điểm. Phải chăng bản thân đã quá chậm ư? Hay là do mình không có sức để bảo vệ anh ấy? Có lẽ dù chúng ta hay bất kỳ một nhân vật nào trong hoàn cảnh của Luffy lúc đó cũng sẽ khóc mà không thành tiếng các bạn ạ. Trong lúc ý chí cạn kiệt, Akainu lại một lần nữa muốn tấn công Luffy thì lại bị Marco ngăn cản. Jinbei đưa cậu rời khỏi đó và Dâu Trắng đã túm lấy chó đỏ mà vả cho vài cú. Đất ở tổng bộ đã bị chia cắt làm hai, tạo ra một ranh giới giữa hải quân và hải tặc. Tên Akainu đã rơi xuống vực, bố già cũng bị thương trầm trọng sau đòn magma của hắn ta. Lúc này thì một đám ô hợp lại xuất hiện, đó thì chính là băng của Lông Đen khi hắn vừa tụ họp lại ở Impel Down. Dấu đen tới, dấu đen tới. Với sức mạnh trái bóng tối tối thượng của Yami, hắn đã triệt tiêu mọi đòn chấn động của bố. Vậy nhưng ông vẫn có thể tung ra một đòn làm cho tít tơi tả. Vừa định vả thêm một cú thì lại bị chúng chơi bẩn. Bọn chúng dùng súng tấn công ông liên tục. Edward Newgate chính thức từ trần ngay sau khoảnh khắc đó rồi. Ông hưởng thọ 72 tuổi và đã chiến đấu rất oanh liệt. Về phía Luffy, Jinbei cõng cậu chạy về phía biển nhằm bỏ trốn. Thế nhưng cái bọn đô đốc thì cứ dai như đỉa ấy. Akainu liên tục tấn công về phía họ nhưng đã bị Ivankov chặn đứng đòn đánh rồi. Sau đó là bị cá sấu tiếp viện. Họ được tên hề Buggy bay ngang qua chụp được và vận chuyển họ đến nơi an toàn. Lúc này Law đã đến và nhận lấy trách nhiệm bảo vệ hai người họ. Trước đó thì Jinbei vì đỡ cho Luffy mà đã ăn một đòn xuyên ngực của Akainu. Tàu băng trái tim vừa đặn xuống thì Kizaru đã tiếp tục tấn công nhưng lại bất thành. Cư Gian cũng tham gia khi mà đóng băng cả xuống đại dương nhưng băng của Law thì vẫn kịp thời lặn xuống sâu hơn. Quay lại phía bờ thì tên chó đỏ lại chuẩn bị tấn công. Hắn muốn diệt cỏ tận gốc nhưng lại vô tình bị Kobe đứng chặn trước mặt. Gia đình, người thân cũng như là những người lính hải quân đang đợi chờ họ trở về. Kobe nói hết tất cả trước mặt của tên đô đốc. Vậy nhưng tên này thì cứ như là nước đổ đồ vịt đấy. Hắn muốn đấm cả Kobe để tiếp tục cuộc chiến mà. Và ngay lúc này, sự xuất hiện của một tứ hoàng khác đến từ tân thế giới đó là Xanh đã làm rúng động hiện trường. Kobe lúc này đã sợ chết khiếp, cậu đứng chết chân tại chỗ. Kizaru định bắn thêm về phía Luffy cũng bị Ben Beckman dọa rơi cả tay lên. Xanh đề nghị kết thúc trận chiến vô nghĩa này, anh sẽ lo liệu việc chôn cất A và bố già. Chấm dứt câu thì Sengoku liền đồng ý. Akainu và mấy tên khác cũng đành phải nghe theo mệnh lệnh từ thủy sư Udon. Trận chiến đến đây thì cũng đã kết thúc với phần thắng thuộc về phe hải quân. Có lẽ cái gọi là chính nghĩa tuyệt đối của Sakazuki đã được hoàn thành. Tổng bộ hải quân cũng đã tan hoang. Băng dâu đen tranh thủ chuồn lẹ sau đòn đánh áp đảo của cả Sengoku và Garp. Từ sự hy sinh của A cho đến cái chết của bố già đều khiến cho chúng ta phải nghẹn ngào. Chắc hẳn ở đây thì không ít anh em là fan của Hỏa Quyền được chứ nhỉ? Nếu đúng như vậy thì mời các bạn hãy để lại một like để thuyền trưởng Săm Soi biết nhé. Và rồi, gác lại câu chuyện buồn này sang thì chúng ta sẽ cùng đến với vương quốc của các samurai, Wano quốc ngay thôi nào. Top 2, trận chiến với băng bách thú ở Wano quốc. Lần này cuộc chiến đã không còn kịch tính ở Marineford nữa, khi mà hầu hết thời gian là dùng cho cu lù để bồi dưỡng sức mạnh. Chứ như một cái thằng nhóc siêu tân tinh thì lấy dâu ra sức để chọi lại với tứ hoàng Kaido nhỉ. Và sau khi cập bến, Lu đã được gặp và tiếp xúc với Otama. Nhờ đó mà cậu dần dần biết được những tội ác mà tên Kaido này đã gây ra. Làm ô nhiễm nghiêm trọng của nước này, phá hủy mùa màng này, quan lại tham ô khiến cho đời sống của dân chúng Wano rơi vào cảnh lầm than. Luffy cưỡi Komachiyo tiến thẳng vào thị trấn. Thuyền trưởng và thuyền phó băng mũ rơm tái hợp, Ngưu Lang, chức nữ của One Piece trao nhau cái ôm thấm đẫm tình yêu mặn nồng. Họ tiếp tục chuyến hành trình khám phá Wano quốc sau khi mà đánh bại tên Bashi Hopkins. Đội Keeper bắt cóc Otama khiến cho Luffy phải đuổi theo. Ở đây thì một Yakuza khét tiếng là Asura đang đánh nhau với Jack hạn hán. Bỗng trên trời xuất hiện một con rồng phương đông, và đây lại chính là Kaido bách thú chứ còn ai vào đây nữa các bạn nhỉ. Hắn ta đang xỉn quắc cần câu sau khi đi uống vài chai với cô em xinh đẹp trong quán rượu gần đó. Trong lúc mơ màng thì lại có một cái thằng nhóc ất ơ nào đánh liên tục vào mặt Kaido làm cho ông tỉnh cả rượu. Sau bao đòn đánh thì không chỉ không làm hại gì đến Kaido mà còn khiến cho ông ta càng thêm tỉnh táo. Cô lù lúc này rơi vào cái trạng thái là no hope kiểu hoang mang, chấm hỏi luôn ấy. Nó giống như là Luffy vừa dùng trạng thái mạnh nhất để gãi ngứa cho hắn vậy. Và Kaido chẳng thèm nói nhiều, một đòn lôi ô bát quái đã đưa Luffy nhà ta bay thẳng vào nhà tù Udon rồi. Ở đây cậu gặp lại Kid cụt tay. Cả hai đã thi thố đủ thứ với nhau. Bên cạnh đó cậu còn được cả cụ Hyokuro luyện cho một khóa hướng dẫn cách sử dụng haki vũ trang cấp cao thuần thục. Và như chúng ta đã biết thì một trong các thế lực quan trọng của trận chiến này đó chính là Cửu Hồng Bao, bao gồm 9 samurai dưới trướng của Oden năm xưa nữa. Luffy cùng với ông Hyokuro cũng đã được giải cứu khỏi nhà tù ngục Udon và cùng với cả Kid nữa, và vô tình nhặt được bí kíp khi mà kết nạp được một tên cũng gọi là có năng lực để đánh nhau với Kaido và Big Mom. Thế là cả nhóm lên đường đến gặp mặt hai ông bà già Big Kai để hỏi chuyện. Nhưng chưa đánh đấm gì thì tên Kanzuro lại lộ cái đuôi cáo ra khi mà cố bắt cóc dâm long Morusuke và đã bị Kaku tiêu diệt. Nhóm Cửu Hồng Bao lao vào trận chiến vô cùng cân sức với số lượng đối địch là 1 với 9. Trận chiến công bằng quá đúng không anh em? Thế mà chỉ đánh vài đòn thôi thì họ cũng đã bị Kaido xử gọn trong vài nốt nhạc rồi. Kaido nâng cả hòn đảo lãnh địa Onigashima lên trời. Anh đầu dứa Marco làm gỏi hai con khủng long là King và Queen. Chopper thì góp phần lớn để chống lại dịch bệnh băng quỷ do Queen gây ra. Chị em nhà Unti, Pet One bị Big Mom đánh cho không trượt phát nào khi mà cố đuổi theo Nami, Otama, Usopp. Phía khác thì Frankie đánh nhanh thắng nhanh với đối thủ đó là tên khủng long ba sừng Sasaki. Đứa con của quỷ Nikorubin thì có cuộc chiến gay cấn và đầy sexy với nhện tinh, người tình của Kaido đó là Black Maria. Thuyền phó của băng Kid chém hạ tên người dơm luôn phán đoán tỷ lệ sống của bản thân đó là 0%, nhưng vẫn lao vào để đánh nhau đó là Bashi Hopkins. Còn nhớ kẻ đã từng giao nhiệm vụ vận chuyển trái Gomu Gomu đó là Hoshu đã từng bị đánh bại bởi xanh thì bây giờ hắn ta lại một lần nữa thất bại nhưng là dưới tay của Jinbei cơ. Những tên cộng cán thuộc bộ ba thảm hại đều lần lượt lên bảng điểm số. Quỷ vương tam kiếm phái Zoro khá chật vật để có thể hạ được tên kinh hỏa hoạn. Sanji chân đen thì lại khai phá mã gen rồi đánh bại tiên Queen bệnh dịch một cách dễ dàng. Inurashi cũng đánh bại Jack hạn hán ngay sau đó. Người anh cả của Katakuri là tên thích lếu lèo Perot Pero cũng bị Neko Mamushi đánh bại dưới ánh trăng tròn. Law và Kid thay phiên nhau hấp diêm bà già 68 tuổi đã qua 43 đời chồng. Law xuyên phá cả cơ thể của bà. Kid thì khiến cho Big Mom trở thành một cục nam châm không hơn không kém. Hình ảnh cực kỳ đáng yêu của hai chàng trai trẻ vui vẻ, vui đùa cùng với cô gái 68 mơn mởn tuổi mới lớn, quá là dễ thương đúng không nào? Trước đó một khoảng thời gian ngắn, Luffy còn bị Kaido đánh văng xuống biển. Yamato phải một mình trèo kéo ông già liên tục một lúc. Vậy mà bây giờ khi mà quay trở lại, cậu đã có thể dùng bá khí của bản thân để đọ với Kaido, khiến cho cả bầu trời bị tẻ ra làm hai. Thế nhưng cuộc chiến thực sự đã được đẩy lên cao trào khi Luffy bị Kaido đánh cho hồn bay phách lạc. Nhịp tim của Luffy gần như tắt hẳn thì năng lực tiềm ẩn bên trong Gomu Gomu đó thì chính là Hito Modonika mới thực sự thức tỉnh. Cậu nắm lấy Kaido như một sợi dây rồi chơi đùa với nó. Kết thúc là một cú đòn chí mạng đánh bay Kaido vào hố dung nham kia. Bên phía Law và Kid thì cũng đã thành công khi mà tiễn mẹ lớn thẳng vào hố dung nham chung với Kaido luôn. Kết thúc hành trình giải cứu Wano Quốc khỏi ách thống trị của báo ách thú. Sau đó dù cho đô đốc Bảo Lục có đến nhưng mà cũng chẳng thể nào đe dọa đến cô lù, mà bù lại còn tạo ra thêm cây lá xanh tươi cho cả Wano nữa đấy các bạn ạ. Kết thúc tất cả những gì mà họ phải chịu đựng suốt 20 năm qua bằng tặc Luffy mũ rơm cắm cờ bảo hộ Wano. Từ đây nơi này đã được bảo hộ bởi băng liên minh mũ rơm và bất cứ ai dám xâm phạm đều sẽ bị trừng phạt bởi băng mũ rơm. Bộ ba hoàn cảnh Law, Kid, Luffy chia ra 3 hướng để có thể tiến về phía trước. Còn sau đó thì anh em cũng biết kết quả của mỗi hướng ra sao rồi đấy. Top 1. Trận chiến huyền thoại God Valley. Chúng ta vẫn chưa thực sự biết rõ ràng ngày hôm ấy diễn biến cuộc chiến đã xảy ra như thế nào. Thế nhưng quy mô và mức độ tàn phá của nó là không cần phải bàn cãi. Vài chục tên thích đội đầu hồ cá, cần 10.000 người dân thường vô tội và bay luôn cả một hòn đảo đã đủ làm anh em cảm thấy choáng ngợp chưa? Mọi chuyện bắt đầu khi mà có người lan tin tức ra ngoài về cuộc thi săn người giữa mấy tên thiên long nhân sắp diễn ra. Nghe thế thì băng rốc liền nhắm đến lượng kho báu khổng lồ hoặc thứ gì đó thực sự có giá trị, nên hắn liền dẫn cả băng đến. Công lúc này thì cũng không ngồi im nổi, cử một lực lượng hải quân hùng hậu đến để phòng vệ cho hòn đảo. Nhưng mà lúc này thì tin giữ lại đến nhá. Không chỉ có một mình băng của tên Rodriguez mà còn có băng của Goldie Roger. Công nghe là thấy nhức cái đầu rồi, ông liền phái ngay một người đáng tin cậy nhất lúc bấy giờ, đó là Garp đến để có thể xem tình hình. Không chỉ vậy, phía chính phủ thế giới còn có thêm sự góp mặt của 9 thánh hiệp sĩ, trong đó có cả Garling và cả ngũ lão tinh là Saturn. Khi cuộc chiến vừa bắt đầu thì băng Roger đối đầu với cả lực lượng 9 thánh hiệp sĩ, rồi sau đó là Garp. Thế nhưng khi mà biết được mục đích của Roger đó là ngăn chặn ý đồ xấu xa của Sebek thì Garp đã đề nghị liên minh. Mặt khác, Kuma và Ivankov len vào nơi có chứa phần thưởng. Ở đây Kuma đã ăn trái Nikyu, còn Ivankov chưa kịp ăn trái thanh long nữa thì đã bị Lin hất tay trên rồi. Ta cướp lấy nó từ tay của Ivankov thì liền định chuồn nhưng lại gặp ngay đó là Saturn. Cả hai giao chiến vài hiệp thì Big Mom chợt nhận ra rằng mình không thắng nổi con nhện tinh này. Thế nên tranh thủ lúc mà Saturn chẳng để ý mà Lin chuồn ngay và chuồn luôn. Nếu như mà không kịp trốn chắc giờ thì cũng chẳng có Big Mom với 43 đời chồng đâu các bạn ạ. Kuma sau đó đã giải cứu được hơn 500 người dân thường nhưng cũng lại bất lực khi mà đối thủ quá mạnh. Anh cũng không thể nào gồng gánh nổi nên đành tự dịch chuyển bản thân và đồng đội. Về phía băng Rock, lúc này thì những thành viên như là thuyền trưởng John này, Zubat, Shiki thì tất bật chiến đấu với mấy tên hiệp sĩ thánh kia rồi. Dâu trắng thì một mình một ngựa đánh nhau với tên khó nhai nhất đó là Garling. Hắn cũng là người khắc vết sẹo dài nhất trên người ông đấy. Lúc này sau khi mà trộm đồ về thì Lin đã dẫn theo thằng em trai mưa ra một góc định lếu lều nhau. Tặng cho Kaido trái Uo mới đúng chứ. Đây không chỉ là một món nợ ân tình mà Kaido phải khắc cốt ghi tâm, mà nó còn là kỷ vật định tình của đôi cô long quả nữ này nữa đấy các bạn ạ. Các thành viên khác như Jaylee thì đang bận vơ vét kho báu của bọn long tinh kìa. Còn ở trên đảo, Rock thì đang một mình cân hai huyền thoại đó là phó đô đốc Garp và cả Captain Roger. Garling đã bị dâu trắng đánh bại, mấy tên còn lại thấy vậy thì cũng rút lui. Tất cả đều phải di rời khỏi phạm vi hòn đảo, chỉ có Garp và Roger đối đầu trực tiếp mà thôi. Chẳng thể biết họ đã làm gì nhưng sau đó cả hai đã sống sót và bước ra, nhưng thương tích là nặng nề. Hòn đảo cũng chỉ còn một phần thôi, sau đó cũng đã bị chính phủ thủ tiêu. Trận chiến kết thúc với chiến thắng thuộc về cặp đôi song sát huyền thoại đó là Roger và cả Garp nữa. Sau trận chiến, Garp tiếp tục cuộc hành trình và đến Reptel, có được danh hiệu vua hải tặc không lâu sau đó. Garp thì được toàn hải quân vinh danh đó là anh hùng hải quân và được mọi người kính trọng và nể phục. Dù cho không bao giờ bước lên ngôi vị đô đốc, nhưng mà người dám ngồi chiếm trệ ở vị trí ấy thì chính là ông đấy. Sanh và Buggy cũng được Roger nhận nuôi và cưu mang cho đến mãi về sau. Qua mỗi thời kỳ lịch sử thì đều sẽ có những cái biến động khác nhau. Mọi cuộc chiến đều sẽ có kẻ thắng và người thua. Mỗi kết quả khác nhau sẽ đưa thế giới đến với những tương lai khác nhau. Nếu ngày Roger và Garp không đánh bại được Zebek thì đã không có thế giới One Piece như ngày hôm nay rồi. Và nếu ngày ấy Ace còn sống thì chắc chắn Luffy sẽ có thêm một đồng minh hùng mạnh. Nên nếu liên minh của Luffy không thể nào đánh bại được Kaido thì sẽ không thể nào tái sinh được. Nào anh em xem đến đây thì đã like cho video chưa nhỉ? Nếu như mà chưa like thì hư quá rồi đấy nha. Thôi thì like một cái rồi chúng ta sẽ cùng đến ngay với góc comment thôi nào. Bạn Hoàng Nam: hello anh Săm Soi, cho em lên TV đi. Đây rồi, bạn đã được lên TV rồi nha. Nhớ là chăm chỉ xem video hàng ngày và like đấy. Nhỡ đâu hôm sau lại lên nữa cho mà xem. Bạn Dương Đức Phát: hi anh, giọng anh nghe cuốn vờ lờ, toàn nghe đi ngủ. Này ông này, không biết là ông đùa với tôi đấy à? Như thế này là khen hay là chê đây? Nhưng mà thôi, tôi vẫn xem đây là một cái lời khen nhá. Cảm ơn Dương Đức Phát. Và cuối cùng là bạn Quang Nguyễn: anh ơi, em tự nhiên thắc mắc là dạng live của Marco sẽ như nào, mong được lên TV ạ. Dạng live thì sẽ là hai tay biến thành hai cánh phượng hoàng. Và nếu muốn xem kỹ thì các bạn hãy tìm lại arc Marineford lúc mà Marco đánh nhau với King mà xem nhá.